KK nhập ngũ, có duyên phận với lại anh sĩ quan quân đội. Ngày hôm nay là KK về nhà được bước sang tuần thứ ba. Bước đầu KK đã quen với lại nhà mới. Nhà mới của KK thì có thể nói là chạy mỏi chân không hết đất, 150 hecta. Về đây, về đây. Nhá anh, về đây. Ngoan nhá. Ui, KK ngoan quá. Rồi, rồi. Có một cái khu vực rộng rãi như này là cái mơ ước của tất cả những cái người nuôi chó. Về nhà mới với anh chủ sĩ quan thì KK thỏa sức chạy nhảy và có cả hồ bơi nữa. Ao cá thì cứ thoải mái mà bơi. Sau gần 3 tuần về nhà mới thì KK bước đầu đã quen với cái môi trường sống mới. KK được chủ chăm sóc rất là tốt. Hôm nào đấy thì Logovi sẽ làm một cái video riêng về cái duyên phận của KK với anh chủ sĩ quan. Thực sự giữa chủ và chó nó có duyên phận đấy các bạn. Thì Rukulogovi sẽ làm một cái video sớm. Các bạn cùng chờ xem nhé. Đây, chơi tiếp. Đây, đấy nó nhảy ra mình chơi chứ. Đây, cầm lên đây. Đây mà, cầm lên. Đấy. Đâu. Đây. Đẹp mấy phút không? 2 phút. Rukulogovi sẽ còn tiếp tục cập nhật thêm các cái video về KK cùng với lại anh chủ sĩ quan sau khi KK hoàn toàn quen thuộc với lại ngôi nhà mới. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Thank you and see you again.